Kể từ khi Amazon giới thiệu Alexa với thế giới và đầu tư mạnh mẽ vào trợ lý cá nhân AI của mình, có vẻ như tất cả chúng ta đều biết công ty cuối cùng đang hướng đến đâu, robot cá nhân. Khoảnh khắc đó cuối cùng đã đến. Hôm nay, công ty đã công bố Astro, robot gia đình được đồn đại của họ. Mặc dù nó đắt tiền với chi phí ban đầu là $999.99, nhưng nó có tiềm năng trở thành robot trợ lý gia đình chính thống đầu tiên, trái ngược với robot hút bụi. Astro có một chút thiết kế độc đáo, với hai bánh xe lớn và một màn hình chuyển động đóng vai trò như một cái đầu. Tôi sẽ không nói dối, nó rất đáng yêu, cảm ơn chúa Amazon đã không cố gắng sử dụng một số loại thiết bị hình người. Nó cho thấy rõ ràng đó là một thiết bị điện tử, với khuôn mặt đúng nghĩa là màn hình, nhưng hình ảnh động và chuyển động của nó thêm một chút biểu cảm. Hội nghị TNW đã trở lại, em yêu, tham dự lễ hội công nghệ của năm. Một điều mà bạn không thể thấy ngay từ các bức ảnh là nó có một camera kính tiềm vọng kéo dài từ đỉnh của robot. Điều này cho phép robot nhìn thấy các vật thể ở trên cao, chẳng hạn như nếu bạn muốn kiểm tra xem bạn có bật bếp hay không. Câu hỏi lớn với một con robot như thế này là nó thực sự có thể làm gì? Một số ví dụ do Amazon cung cấp, nó có thể kiểm tra nhà của bạn khi bạn đi vắng, di chuyển tự động và hiển thị cho bạn một cái nhìn trực tiếp của các phòng. Hoặc bạn có thể kiểm soát nó bằng tay. Nó có thể phát hiện âm thanh của báo động khói, báo động khí carbon monoxide hoặc kính vỡ. Nó có thể phát hiện nếu có kẻ xâm nhập. Nó không thể làm gì nhiều để ngăn chặn chúng, nhưng đó có lẽ là điều tốt nhất. Amazon cho rằng Astro có thể giúp chăm sóc những người thân lớn tuổi. Bạn có thể sử dụng robot để đặt và gửi lời nhắc hoặc sử dụng tính năng liên lạc nội bộ drop-in. Nó mang Alexa với bạn khắp nhà. Giả sử bạn muốn xem một số chương trình trên Prime hoặc nghe podcast nhưng phải chạy việc vặt quanh nhà, Astro có thể theo dõi bạn để đảm bảo bạn luôn được giải trí. Nó có thể xác định từng thành viên trong nhà để đưa ra những lời nhắc nhở cụ thể cho họ. Nó có một thùng hàng nhỏ để mang những món đồ nhỏ cho các thành viên khác trong gia đình. Nó có thể phát ra âm thanh báo động, nó có thể beatbox. Được chứ, nó không thực sự làm được nhiều như vậy. Về cơ bản, đó là eco sâu trên bánh xe với một vài tính năng bổ sung. Và với một liều lượng bổ sung của cá tính, Amazon nói rằng họ đã sử dụng phản hồi từ hàng trăm người thử nghiệm nội bộ và cũng lấy cảm hứng từ các nguyên tắc phim, truyền hình, trò chơi và hoạt hình để phát triển một cá tính làm cho Astro trở nên độc đáo. Amazon cho biết họ bị giảm bớt bởi số lượng người nói rằng tính cách của Astro khiến họ cảm thấy như một phần trong gia đình của họ và rằng họ sẽ nhớ thiết bị trong nhà sau khi nó không còn nữa. Nó vẫn không hoàn toàn như những gì hầu hết chúng ta hình dung về robot khi còn nhỏ, nó sẽ không giúp bạn rửa bát hay gấp giặt quần áo, nhưng đó là một sự khởi đầu, tôi đoán vậy. Astro chắc chắn không phải là nỗ lực đầu tiên trong việc tạo ra một robot tại nhà, nhưng với sự nổi tiếng rộng rãi của Alexa và sự phổ biến của Amazon, nó đã sẵn sàng trở thành người có cơ hội thành công cao nhất. Mặc dù với giá $1,000, nó chắc chắn sẽ khó bán hơn hầu hết các sản phẩm hỗ trợ Alexa của Amazon. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ phải xem liệu mọi người có hâm nóng ý tưởng có một robot hoạt động như vậy trong nhà của họ hay không. Thật khó để tôi tưởng tượng rằng nhiều người sẽ cảm thấy thoải mái với nó, nhưng sau đó tôi cũng nghĩ như vậy đối với trợ lý giọng nói. Amazon Astro sẽ bán lẻ với giá $1,449.99. Nhưng những người dùng sớm có thể chọn một chiếc với giá $999.99 với bản dùng thử Ring Protect Pro kéo dài 6 tháng. Quyền truy cập sớm sẽ chỉ dành cho những người được mời, có vẻ như Amazon vẫn đang đánh giá mức độ quan tâm tổng thể và lô sản phẩm đầu tiên sẽ đến tay khách hàng vào cuối năm nay. Chia sẻ hữu ích nhé!